Quỳ ơi, tạm biệt ơi. Tạm biệt ơi. Ôi, 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 tạm biệt ơi. Nhanh ơi. Nó ở trên đấy luôn à? Ngửa mặt lên phát đớp mặt luôn. Ui thế. Lên à. Đấy, một ngày đường ở trên này nó rất là trơn luôn. Thế thì mình vĩnh trưởng luôn. Đây này, đấy, nó nằm ở đây luôn. Nó nằm ở đây đi. Nó nằm ở ngay hai anh em là bò từ dưới kia bò lên. Xong rồi đến đoạn này ngửa mặt lên phát nó đớp thẳng mặt luôn. Ui thế. Thẳng mặt luôn. Ui mấy mật lăn xuống. Thì kinh nhé. Em xin không quay được. Đây, bây giờ. Quay, quay. Nhảy kiếp vậy nhỉ. Ok. Bên này, cái lúc lúc đấy anh thấy có một con nó bò xuống đây cơ. Ở đâu? Nó neo cả xuống kia đấy à? Tiền này. À. Tìm ở tiền này. Phương tìm trên đấy nhá. Thấy dấu vết thì mắt là. Đây là một người thì là anh em mình phát hiện là một con nó xuống như tiền này. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Ôi giời. Đây này. Đây này. Đây này. Đây này. Đây này. Cái lá cây này sao này? Đâu? Đây này. Có cái cựa này. Đây. Với thế cựa mạnh lắm. Ở đây. Ở trong đấy. Ừ. Đằng nào có, đằng nào có lũ. Ui đây có lũ. Đấy này. Nó có lũ này. Cây sao có lá cây chuột sao à? Ừ, đây là lỗ chuột luôn. Đèo cáo hết ra này. Đây là lỗ chuột này. Ơi ôi. Ôi, có phải vậy anh nghe tiếng nhỉ? Ui, ui. Nhìn nó này. Ui giời ơi. Ui Việt ơi, đau. Đau đâu này? Wow. Có đau con gì trong đấy, đã chén nữa ấy. Đau. Kiếm cái gì đau đấy. Em đâu đó. Ôi, em nghe lên tiếng rồi ơi. Ôi, nó phà mạnh lắm. Đây mọi người thì anh em phát hiện ra cái hang của nó nhá. Ôi, cái nữa. Nó tối quá mình không nhìn rõ được. Cái hang ác. Ôi, cái hang sâu thế rồi. Đấy, lỗ có liền này. Đây là toàn lỗ thải này. Dưới đây có cái lỗ nữa này. Nó bò dưới này đi này. Nó bò thoảng hẳn xuống phải không? Đâu, ý là dưới đây còn một cái lỗ đây. Dưới chỗ này này. Đây mà cái hang của nó nằm mãi ở trong đấy. Này. Đấy rồi đấy. Ôi nghe thấy tiếng luôn. Đây, lỗ nữa này kia này. Rồi, thấy rồi. Cắm lỗ thế. Mạnh. Sắp vào nơi đấy. Sắp vào nơi rồi. Đây em sợ nó sang ngách bên kia kìa. Làm lỗ ra. Ui lại lỗ nữa này. Đây. Ui ui. Cái này có lỗ này. Em sợ nó sang ngách bên kia luôn. Ui này, cái hàng kinh chưa? Đây. Nick vào đây. Còn mối. Anh ở bên dưới anh cầm mối nào. Anh cầm mối. Đấy. Nghe tiếng rồi nhỉ. Ui. Tiếp vậy. Ui cái hàng tỏ lắm em ơi. Ui tổ mối kìa. Ui giời. Nó ăn sâu tổ mối luôn. Ui đấy. Ôi giời. Có gì đấy. Nghe. Ui. Khổ lắm em ơi. Khiếp luôn. Khiếp vậy. Đây nha mọi người. Đây nha. Ui kìa. Ui làm cuộn tròn em đây. Sợ mà. Đau đã này. Thấy. Cẩn thận nhá. Cẩn thận nó đốt đấy. Anh đào nó rộng đấy. Thì mới nhìn rõ được. Đấy. Ây giời ơi. Ui ui kìa. Ui nó ngóc hết đầu lên kìa. Ui.
Ui nó ác, ôi. Ui kỉnh, nó thi nhau, nó thi nhau đớp. Cẩn thận nhá. Ui kìa, ui nữa kìa. Cái nữa nó thẻ nó kinh kìa. Ui ui nhiều lắm kìa này. Đúng một hàng luôn này. À sợ này. Kinh quá. Ui ôi. Nó ác kìa. À, nó ác. Ôi ôi. Ôi giời ơi. Lắm. Anh ơi, em nhìn thấy ui ui lúc nào cũng nhúc cháu lúc nào nhúc cả con đen cả con trắng kìa. Ui vừa ngửa mặt này đây. Bớm thế này nè. Nó phóng thẳng mặt luôn. Nhìn này. Khiếp kìa, chồng kinh ấy nhỉ. Ê mẹ kì. Quá cái khổ luôn. Tôi em chạy em lấy túi đi. Đây này. Em đi lên. Túi rồi mày ơi. Ừ túi túi ở kia. Nó nhúc 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 luôn ấy nhỉ. Hiện tại là trời đang mưa rất to luôn nha mọi người. Bọn này nó đi ra ngoài chắc là nó đi ra mưa gió chắc là nó đi ra nó săn săn mối gió này. Đây cơ. Đây cúi rồi. Cơ cao cao cao. Anh cứ nổ hết cả đấy. Ôi giời ơi, cẩn thận. Ui dã man chưa. Làm nhắc kéo nhá. Này. Ui giời ơi ấy ấy ấy. Nó nhá. Nó phi. Ui giời ơi, cái mồm nó. Cái con này nó bé bé mà nó ác. Quá ác luôn. Ui sợ nhỉ. Nó dã man này, trong 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 kia con trong kia cũng ác này. Ừ. Còn đấy ngược nó đấy. Ấy, ấy giời. Ê ôi hướng nhỉ. Kinh quá. À, không phải đâu Viên ơi. Bọn này hình như là ra để cho nó mưa để mềm ra để nó nọt sao ấy. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, để mềm ra nó dễ lột ra. Chứ không phải là nó đi ra nó săn săn mồi không? Dạ nhưng mà. Nhiều quá nó lột xong rồi là nó đi săn ấy. Một hàng rồi xem, quay nó còn. Thế đuôi ra. Đúng rồi. Thật nhá, thấy mấy anh em, cẩn thận nhá. Đấy, đấy, cẩn thận anh ấy, cái đầu nó. Ui, ui, cái con kia ấy, quá ác. Ác nhỉ. Còn nó chơi luôn. Quý giải ơ mẹ nhầy. Bốn năm con nữa, đây này con nữa. Năm đuôi rồi. Này, năm con luôn đấy mày. Ui giời ơi, trông gớm thế nhỉ. Năm con của mang. Con của mang không? Ui, nó mưa cái đất nó bẩn quá chứ không còn đắn đẹp lắm nhỉ. Này, vừa ơi, cầm nhấc ra. Đây, 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 em cầm cho đọng. Nhấc, nhấc, nhấc lên trên nhá. Đây, xong rồi anh ơi. Ừ thôi, nó trượt, rơi một rơi một con. Cầm với tôi rắn này ơi. Cầm với tôi rắn này. Em lấy được. Đây vừa nằm đúng luôn ở đây. Đâu? Đây. Nằm đúng chỗ này luôn. Đây nha mọi người, đây này, vừa nãy là anh em mình bảo là lên trên đây là nhìn thấy nó luôn luôn ở đây luôn này. Nó nhanh nhỉ, đã rút vào hai rồi. Ừ, bọn này nhanh lắm đây này. Úi giời. Này, trông nhìn trông gớm ấy nhỉ. Nó đập của một anh ưng, bắt anh ưng mê mẩn, bố cua tay năn. Thế là mình nằm mà nằm mình cũng ngã theo. Ui. Đấy, nằm lên. Nhìn trông kiếp thế nữa. Ui, con này nó lắm, kinh chưa. Kìa cái dòng kia nó rút kìa. Con này nó tải trong nó ác mà mẹ ra ngoài thì nó lại thêm nằm vào phố anh. Giống rắn nó vậy. Nó chuồn hết ngay. Đây nha mọi người, nếu mà nó lên đây cái nào nó vào những cái nát keo mà mọi người không bao giờ nhìn thấy, đi dẫm vào cái nào nó cắn ngay đấy. Nên anh em mình đi đâu bao giờ cũng mang cái ủng đi nha mọi người. Anh em nào cũng phải có đầy đủ cái dụng cụ. Đây là anh em mình không khuyến khích mọi người làm theo anh em mình nhá. Vì anh em mình đi săn bắt rắn này là phải có kinh nghiệm để giúp người dân an toàn. Cái này mà mọi người đi ra rừng mọi người chú ý ở dưới tán cây này. Kinh nó lắm, kinh chưa? Ui con này chưa? Ui đấy chưa? Mỗi đầu nó ngóc không ấy. Sợ nhỉ? Ui con này. Đấy. Ui. Quá. Không bắt một tay. Quá. Đây. Đưa cho túi nhá. Đưa túi đi em cắn cho mày xuống kia xem là cái nỗi nó ăn còn ngách kia. Vâng. Không phải nỗi là nó còn ngách của bối. Mẹ bọn này nó nhằng. Mưa nó hơi bẩn tí mọi người, nhìn con rắn nó không được rõ. Hai em.
5 con phải không? 5 chỗ này phải tầm 7-8 cân rắn thôi, ít đâu. Mỗi con đấy, cân trên cân đấy, trên cân này thôi nhưng mà nó nặng nha mọi người. Trên cân đấy. Ok nha mọi người, thì bây giờ anh em sẽ xuống dưới kia để tìm thử xem có cái nào không. Mọi người đón xem một ít tiếp theo anh em nhé. Chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé.